Chào mừng các anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Phạm Đăng Khoa Realtors, kênh YouTube chuyên cung cấp thông tin bất động sản cũng như cập nhật tiến độ thi công các công trình xây dựng và hạ tầng giao thông. Hôm nay, Khoa xin mời các anh chị và các bạn chúng ta cùng quay trở lại dự án khu đô thị thành phố Tân An mở rộng của tỉnh Long An, một tỉnh trực thuộc ở đồng bằng sông Cửu Long và là của cửa ngõ của các tỉnh miền Đông, miền Tây Nam Bộ. Khi đưa khu đô thị này còn có tên gọi là La Villa Green City, thành phố Tân An mở rộng. Chủ đầu tư của dự án này là công ty cổ phần tập đoàn bất động sản Trần Anh Long An, hay còn gọi là Trần Anh Group. Quy mô dự án, tổng thể dự án là 76 ha. Giai đoạn 1 triển khai 22 ha. Số lượng nhà phố biệt thự là hơn 800 căn. Xây dựng một trệt hai lầu và tổng diện tích xây dựng là 225 m2. Dự án La Villa Green City Tân An sở hữu vị trí đắc địa bậc nhất của thành phố Tân An, nằm trên trục đường chính Sầm Uất, là đường Hùng Vương nối dài với lộ giới là 50m, kết nối thành phố Hồ Chí Minh qua quốc lộ 1A và tuyến cao tốc Trung Lương. Dự án La Villa Green City sở hữu vị trí vàng nhất cận thị, nhị cận giang và tam cận lộ, phía đông giáp sông Vàm Cỏ Tây, phía tây giáp mặt tiền đường Hùng Vương, phường 6 thành phố Tân An, Long An, phía nam giáp với đường liên khu vực, phía bắc giáp quốc lộ 1A kết nối thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Với tầm nhìn trở thành khu đô thị hiện đại và là biểu tượng của sự trẻ trung, thành phố năng động Tân An, thì La Villa Green City là dự án thích hợp với khá là nhiều tiện ích, bao gồm các tiện ích nội khu như trung tâm thương mại Tân An New Square, quảng trường nhạc nước, công viên ven sông River Park dài 1.000m, hồ bơi Olympic, công viên cây xanh rộng lớn nội khu, hệ thống trường học theo tiêu chuẩn quốc tế và các hệ thống phòng khám đa khoa chuyên khoa, trung tâm thể dục thể thao, phòng tập gym, spa. Ngoài ra còn có các tiện ích ngoại khu như liền kề trung tâm hành chính tỉnh, ủy ban nhân dân và các sở ban ngành, liền kề các trường cao đẳng, đại học, công nghiệp Long An, sư phạm Long An và hệ thống các trường học các cấp, kề cận bệnh viện đa khoa Long An, 2 phút di chuyển đến trung tâm thương mại và hệ thống các ngân hàng, các cảng quốc tế Long An, 30 phút tới trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, hệ thống giao thông kết nối toàn bộ các tỉnh miền Tây. Cơ sở hạ tầng khu đô thị thương mại La Villa Green City được quy chuẩn đồng bộ hóa theo hướng đô thị xanh. Các đường giao thông nội bộ liên kết toàn dự án, được thảm nhựa, chịu tải trọng cao, đường quy hoạch từ 12m, 16m và 30m, với cây xanh vừa phân cách làn đường vừa cho bóng mát và điều hòa khí hậu. Tại La Villa Green City, hệ thống điện chiếu sáng, điện cư dân đều được thi công theo chuẩn công nghệ hiện đại nhất, sử dụng hệ thống đèn, đường, đóng mở tự động, chiếu sáng tốt và có công suất nhỏ, tiết kiệm điện, thân thiện với môi trường. Trong dự án thì có những nền đất như 5x15, 5x17, 5x20 hay là 7x20m. Còn các nhà phố là 5x15 và 5x20. Hiện thì mật độ cư dân về đây
vẫn chưa nhiều, nhưng mà việc hoàn thiện các hạ tầng giao thông, cây xanh và dời các trung tâm hành chính về đây cũng đã góp phần làm cho khu đô thị này sẽ có khả năng tăng giá trong tương lai ngắn. Và các dãy nhà phố liên kế được thiết kế rất là hiện đại và hầu như tương đương với các dự án ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Và từ nơi đây chúng ta khá là nhanh chóng và dễ dàng có các tuyến giao thông về thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì Khoa xin mời các anh chị và các bạn chúng ta cùng theo dõi video clip. Các anh chị nào thấy kênh YouTube Phạm Văn Khoa Realtor hữu ích thì vui lòng đăng ký subscribe ở bên dưới để theo dõi các video clip tiếp theo mà Khoa sẽ up ngay sau đó. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong các video clip tiếp theo. Xin mời các anh chị chúng ta cùng theo dõi kênh.